không biết chữ. Nhiều tự là mới chịu, anh làm còn nhiều này. Điều này nhiều quá đẹp luôn. Chị giấy của anh vừa rồi bạn. Đây, chị giấy của người ta đâu rồi chị? Rồi, đông quá nên phải chịu dính nhau. Đây các bạn, hôm nay thì mình cùng với anh Phương đi thả con diều tự làm ở nhà nha mọi người. Diều làm bằng giấy á. Đó, giờ là diều này là hiếm nha. Tại vì đa phần bây giờ đa phần là mọi người giờ là mua diều không. Còn này là con diều tự làm với chiếc đuôi dài siêu khủng. Ê phát ê. Con diều tự làm. Ê, con diều tự làm nhà luôn nha. Nghe anh Phương là quen một buổi chiều anh làm con diều này. Diều bằng giấy báo, cạnh diều gắn. Vui quá ha. Diều giấy báo kìa. Độc nhất ha, cái đuôi dài hòn luôn. Đây đông ghê luôn á. Đây mình đi dài ra sao có thả diều. Ủa con diều kia đâu? Ở cái bão. Mọi người ơi em nhét cái quần luôn à. Quá đã luôn. Có con diều ma nữa kìa. Con phía trước mặt luôn. Kìa đây người ta thả bị dướng vô dây kìa mọi người. Có nguyên gia đình người ta súng ta gỡ luôn, người ta đi thả diều nguyên đông vô kìa. Ê Phát kia lại đây. Ê Phát kia Phát. Quá trời luôn mọi người. Em phá nhiều gắn này quá. Siêu to khổng lồ. Cái đuôi nãy là mấy mét anh Phương? Phát. Phát. Cái đuôi nãy là mấy mét anh Phương? Đuôi mấy mét? Cho mấy em nhỏ đây thả nhiều. Đây ta bán cái chiều ta bán đồ ăn đây nó ăn bạc đây nó vui quá ha. Bán đồ ăn nhóc luôn kìa. Sao biết rồi gặp ấy. Ê xe kìa Phát xin vô. Sao gặp vậy? Ai vậy? Ê con về nó rớt rồi kìa. Có con diều đẹp với ghê luôn kìa mọi người. Diều này độc quá ha. Đó con diều. Con diều này nhiều quá đẹp luôn. Ừ.
đây có chị Thảo đi nữa nè. Nay mình đi với chị Thảo nè ha, với Khía nè, rồi dẫn thằng cháu của mình, nhỏ nhỏ thằng Đẳng nữa ha, thằng bé thằng Đẳng. Đây có anh Phương nè, rồi Thím Mỹ Tân nữa ha, rồi Phương Hiển nữa, đi nguyên gia đình luôn. Và con diều của mấy con diều này nó bị dính rồi mọi người, dính vô đây, phát lại đây phát à, quá trời luôn. Diều giấy đây, diều giấy của anh Phương đâu ta, đây diều giấy nè mọi người, nghe tay mình lại diều giấy đó. Bé nó thả nhiều kìa. Buổi chiều đi xem thả diều quá vui. Ồ diều cá mập kìa. Thấy con diều này đẹp với anh Phương. Quá trời diều luôn. Ủa? Diều cá heo. Ê diều này diều cá heo của anh Phương. Diều xanh hả? Có không? Diều bộ xương người. Hai con diều dính nhau rồi kìa. Rồi đông quá nên thả diều dính nhau. Cho em dính đi con, có sao đâu. Rồi, phát ơi. Mọi người đi chụp đó, chị đi chụp phần dưới đỏ lên mới thấy nguyên cái cánh diều. Chị ta ôm xuống nè, chị để góc kéo lên. Sao dưới chơi rồi ba ơi. Được rồi, được rồi. Ba con dưới vậy luôn. Đông quá nên thả diều dính nhau hết trơn. Ê lại con diều bạch tuộc kìa. Diều bạch tuộc mút bển kìa. Ê con gắn, con diều gắn hạ xuống kìa. Diều gắn siêu to khổng lồ hạ xuống rồi kìa. Ê đi phát phát. Đây coi ba, đi ba dẫn lại coi diều gắn đi. Đi xe. Quá trời diều. Đi ra đi coi nắm tay đi. Bị lạc chứ bị bắt cóc chết luôn. Quá trời diều gắn luôn kìa phát. Diều gắn siêu to luôn kìa. Trời ơi. Em đâu quên rồi ta. Ở nhà anh Tâm. Tâm nào? Tâm Trồng Bông. À, nhớ rồi. Thả diều hả? Có thằng Tâm đi không? Tự nhiên gặp người quen. Trời ơi, này chị Thảo đi thả con diều giấy tự làm. Đã không? Mà nãy mình thả lên cao quá, mà ở đây đông quá nên bị vướng. Rồi diều gắn. Ủa diều đó bị vướng hay giờ diều gắn vướng diều đại bàng. Ủa diều cá mập. Rồi gớt rồi. Rồi. Ơi. Con diều cá mập. Con diều gắn phát lại đây phát. Con diều bạch tuộc mấy bạn đã thu xuống rồi. Con diều quá trời to lại đây phát. Nguyên một con diều bạch tuộc luôn.
có đâu.